có rượu không anh? Có chứ. Cutting the cobra. In the teeth though. Đây mình chỉ có hai loại rắn thôi. Có hai loại rắn ăn thịt thôi, còn rắn khác còn rắn ngâm rượu ấy. Vâng. Đây, không mà. You can touch. Touch. Yeah, it's alright. You can touch. Bắt đầu chúng ta rượu quê chưa? Em hỏi cô bà biết anh có đi sơ tán bây giờ chưa? Ôi giời, đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Thế cắn thì làm thế nào? Cắn thì mình chưa, nhưng mà chưa như thế nào? Chưa bằng cả chúng ta chuyển. Chúng ta chuyển. Giữ nó xuống, chúng cắt tiếp nào. Em giữ được không? Em giữ tốt, nếu mà em giữ cả. Anh vào lấy lợi, không cho bà anh giữ làm thế nào? Em giữ cho. Đấy, em giữ rồi. Anh hỏi. Em không cho anh một tuyệt vời quá, anh cắt tiết tự làm rồi. Anh cứ làm sao là bán toàn cho em được. Được rồi. Ăn tâm. Con này nó cắn vào đầu chắc to luôn đấy nhỉ? Tất nhiên là to luôn, thì không thể là to luôn nữa. Thế khoảng bao lâu thì to luôn ạ? Không phải, nếu không chữa mà nhất là uống rượu xong ấy. Vâng. Uống rượu thì nhanh, nhanh đi lắm. Nhanh đi lắm. Uống rượu và bằng rượu đi. Máu nó nhanh đi thôi. Đúng rồi. Uống rượu thì nhanh đi. Đây là anh cắt tiết tự tin nhá. Vâng. Taking the snake blood and poor Shane. Yeah. Shane has to drink that. Chia cây trọng sắp đầy rồi này. Cây trọng sắp đầy nước rồi. Này cái đầu rắn. Cái này anh lấy mặt rắn. Vâng. À, cái chậu sắp đầy nước rồi chị ơi. Chị có chẳng này. Vẫn là cái tốt đấy là có ăn thế này mà ăn một tốt gì thằng ống. Đi ra dây cái băng thế này mà. Tốt, ta uống rượu ít thôi. Vâng. Đấy, nhưng mà thế là ta phải chết mặt. Đây là mặt rồi. Head's been cut off. This snake is going to be made into 10 different dishes. No. Wait. Bây giờ uống luôn rồi. Uống được. Thôi để tí nữa. Tí nữa xong rồi chích rượu tiếp vào mặt. Yeah. Okay, we're up. We're going. As you can see, the snake is still moving without the head. Yeah. And the head of the cobra.